một số chuyện không cần thiết phải nói ra thì ta tốt hơn cứ nên im lặng. Này em, những lời hứa anh xin lỗi anh vẫn chưa thể cùng em vui đùa đi khắp nơi. Trái tim anh giờ đang đóng băng, tựa như anh mất lúc em bước qua xa lạ. Trái tim anh giờ đang nhớ chăng, nụ cười em lúc trước tựa như một món quà. Bao lâu thanh xuân tan mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ, một ngày nhận ra tình ta ngày qua đang dần ơ thở. Hey, đau thương dành cho kẻ đã tình, trong gương anh không nhận ra mình. Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh. Yeah, nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tại đắm say người. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người. Mình là gì của nhau, tình nhân là bạn thân của nhau. Chắc anh không cần người mà em đắm say, từ nay sẽ không là anh. Xin chào tất cả các bạn của Thế Giới Văn Hóa, mình là Lưu Hoàng. MV lần này là một sự kết hợp của Only See Production và đạo diễn Phan Lên của Six Sense. Thì thực sự là để nói về MV kỳ này á, đây là một sản phẩm cực kỳ là tâm huyết của Lưu Hoàng Bảo Anh và thầy Only See, từ giai điệu cho đến ca từ cũng như là về nội dung của MV. Thì nói chung là nó sẽ vẫn xoay quanh một chủ đề của mình là gì của nhau thôi. Và thực sự thì khi mà nói về MV kỳ này thì chắc phải để mọi người xem và cảm nhận nó, chứ Lưu Hoàng nói có thể là không thể diễn tả hết được bằng lời của mình đâu. Thật sự thì cái MV này Onisiki thực hiện cách đây khoảng chừng 3 tháng. Và tới ngày hôm nay on air, tới ngày hôm nay chiếu ở đây cho các anh chị xem. Cũng giống như là cảm ơn các anh chị đã báo một năm qua đã giúp đỡ cho thầy trò chúng tôi là Onisiki và Lưu Hoàng. Và hôm nay cũng là giống như là một buổi tiệc để cảm ơn tới đây, để giống như là giới thiệu Lưu Hoàng tới tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như báo chí. Và trong showbiz Việt Nam mình bây giờ đã bắt đầu có một cậu bé solo mới mang tên là nam ca sĩ Lưu Hoàng. Và thông điệp của tôi trong cái buổi họp báo này chỉ có thế. Và khi mà các anh chị xem cái MV vừa rồi, có vấn đề gì về thắc mắc, có vấn đề muốn hỏi hay là hỏi về đời tư Lưu Hoàng hay không, thì chúng ta hỏi một lần xong rồi mình chơi game cho nó vui. Tại vì em không muốn cái buổi họp báo này quá nặng nề, nó chỉ là giống như là có gì thắc mắc thì hỏi chơi, còn không thì thôi.